Sáng nay ngày 18 tháng 3, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo đề án Trung ương về tổng kết 30 năm thực hiện thông báo số 34 ngày 14 tháng 11 năm 1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về tình hình tôn giáo trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực và Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy cho biết, những năm qua, các chức sắc chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố đã đồng hành, ủng hộ việc thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội thành phố, thực hiện đúng phương châm tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, các chức sắc chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố tích cực tham gia công tác phòng chống COVID-19, ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, hỗ trợ nhiều hiện vật, trang thiết bị y tế có giá trị, nhiều tấn nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly và điều trị COVID-19 của thành phố và cứu trợ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Bên cạnh đó, các chức sắc chức việc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho hộ nghèo, trao hàng nghìn suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan, môi trường và đô thị, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.